Bốc cái này ra đi. Kia, một kia,
đông người có gì đâu. Hai bạn cần này có ăn được không? Nè, bóc cũng vào đây ba hai ngón tay này làm nấu nấu canh xương ngọt lắm. Đợt đầu cô hay là không nấu 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 nước mà anh dùng có nhiều vậy thì mình lấy đá gì đó đá thôi thì cũng có rồi đây là cái nhà không có gì mà có phụ đồ ăn có gì ngọt đấy ngọt lắm. Bữa to đẹp một cái bánh ăn đây. Bữa đấy 22, bữa này 20. Bữa này 20 em ơi. Kệ em ơi. Cho ông thằng hầu. Thằng hầu. Ngấu thật cái hình tế. Còn cái này là cái bánh giò. Có cái bàn ghế chỉ biết cái đấy chút một bước mà đấy. Ăn cá ăn chục á. Hát chục khí cá này không? Đó là hải cải đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.